không được. Sao phải làm như vậy? Bây giờ không nói nhiều, cậu qua bển á, nói người ta thanh toán liền cho mình. Dạ, theo như em được biết á, thì bên đó họ cũng đang thiếu thốn và kẹt tiền đó sếp. Trời ơi, giờ này còn nghĩ cho người ta nữa hả? Cậu muốn cái công ty phá sản phải không? Dạ 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 em hiểu rồi thưa sếp. Thật là bất minh mà. Còn con nữa, ba nói gọi là con đi nghe ngóng con dựng báo cho ba, tại sao để xảy ra cái chuyện này? Dạ thưa ba, thiệt tình là con có đi nghe ngóng mà, nhưng mà con đâu có thấy gì đâu. Cả em nữa hả? Không hiểu sao ba lại tin con nữa. Nghe. Ủa Liễu hả? Không có cái gì đâu. Bà chuẩn bị chưa? Nếu được á, chị chịu khó kiểm tra lại toàn bộ danh sách thực đơn giùm tôi nha. Dạ. Cảm ơn chị. Sao mà tùm lum việc hết trơn vậy nè trời. Nhiều việc quá hả cô? Cô mệt lắm không cô? Thật ra không phải là mệt lắm, chẳng qua là quá trời việc linh tinh, cô không biết làm cái nào trước đây nè. Chết mồ ha. Trời ơi, quên mất tiêu cái vụ đặt bánh rồi. À Tâm Ý, con đang rảnh đúng không vậy? Con giúp giùm cô nha. Bây giờ con ra tiệm bánh á, đặt giùm cô món bánh với lại bánh tráng miệng luôn. Tổ chức ngoài trời hả? Nhưng mà tôi lo lắm, lỡ như ngày đó mưa thì sao? Sẽ không bao giờ mưa, bà cứ yên tâm. Sao không biết được chứ? Dự báo thời tiết đã báo riêng cho tôi rồi. Ngày hôm đó sẽ là một ngày hết sức là đẹp trời. Không biết giỡn thiệt đó. Liệu hôm nay á là lần hẹn hò cuối cùng trước khi mình cưới nhau? Đúng rồi, đúng là hôm nay là lần cuối cùng. Có lẽ tôi cũng phải làm một cái điều gì đó hết sức đặc biệt. Bàn tay năm ngón xuống đan vào nhau. Ông này thiệt tình à? Tôi xin lỗi, xin lỗi. Liệu tấm thiệp này của em đúng không? Em chụp cái hình này hồi nào mà sao nhìn em trẻ như gái 17 bẻ gãy sừng trâu. Cha này. Liệu em nghĩ sao em lấy ông già này? Ông già chát rồi mà ông còn làm gì được đâu em? Ông điên rồi hả? Hả? Sai xỉn rồi, ăn nói tầm bậy tầm bạ. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phải không? Còn nhớ cú đá thẳng không? Thôi người say xỉn rồi, thôi đi ông. Liệu 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 có biết là ngày đám cưới của Liệu là ngày sinh nhật tôi không? Cô đọc quá, cô tàn nhẫn lắm. Tại sao cô lấy chồng lên ngày đó? Là muốn vợ trò gì nữa đây hả? Trời. Xin lỗi thầy, thật ra chỉ là tình cờ thôi mà. Nói vậy thầy không đến dự được hả? Thôi, cô cứ đi lấy chồng đi. Liệu ơi, hãy cho tôi hôn Liệu một nụ hôn. Một nụ hôn từ biệt. Ê, nè, à, lịch sự chút nha. Hả? Ông muốn làm cái gì? Hai người sắp lấy nhau rồi mà còn gì tiếc với tôi vậy? Một nụ hôn thôi Liệu, cho anh một nụ hôn cuối đi Liệu. Thôi nè. Thầy Quyên, làm ơn tỉnh lại đi. Không có chuyện đó đâu. Mình đi ông, đi. Liệu! Điên. Cô tàn nhẫn với tôi vậy? Cô tàn nhẫn lắm cô biết không? Đúng là điên nặng mà. Kết hôn là chấm dứt. Đừng có kết hôn mà. Đừng có kết hôn mà. Đừng có kết hôn. Đừng có kết hôn mà. Đừng có kết hôn mà. Liệu à?
Liễu à, tại sao cô lại lấy chồng ngày hôm nay? Tôi hận cô. Cô có biết là cô tàn nhẫn với tôi lắm không? Hello, chị hả? Sinh nhật gì? Vui gì mà vui? Đâu có, em đâu có khóc đâu. Dạ. Dạ không có chị. Dạ không có, em làm lố vậy thôi. Dạ. Chị quên nữa, chị giúp em chuyện này được không chị? Dạ chị nguyền rủa giùm em người đi chị. Dạ chị giúp em nha, lần này thôi chị. Trời ơi, giờ đây ai gọi vậy trời? Alo. Ủa anh Tú hả? Cái chuyện gì mà anh gọi sớm như vậy? Hả? Bời bà, bời bà. Cái gì nữa vậy? Bời bà. Chuyện lớn rồi bà ơi, chuyện lớn chết rồi bà ơi. Chuyện lớn, vậy là mày lại gây ra chuyện gì nữa phải không? Dạ không phải. Giám đốc Lộc, ông bỏ trốn mất tiêu rồi. Hả? Bây giờ phải làm sao hả bà? Làm sao, sao qua mày nói là ổn rồi. Dạ, thì hôm qua là đúng là như vậy. Nhưng mà sáng nay anh Tú anh gọi điện báo cho con là giám đốc Lộc, ông tuyên bố phá sản trốn mất tiêu rồi. Bà ơi, ngày hôm nay là phải đổi chi phiếu đó bà. Bà qua con, bà qua đó bà giải quyết đi bà. Không, bây giờ gọi điện cho mình nói liền. Nói là phải chờ mình. Không, không được rồi bà. Bây giờ bà qua đó giải quyết liền đi. Cái chuyện đám cưới mình giờ là đi bà. Giờ cái con khỉ, mày suối bậy không à? Bà ơi, bà làm ơn là phước nghe lời con đi. Giờ đám cưới đi, chuyện này quan trọng hơn. Tao nói không được, không giờ là không giờ. Hiểu chưa? Nói không phải chờ mình. Trời ơi. Tôi cho tôi rồi. Dạ, tôi chết tôi rồi. Quỳ cùng bụng tôi đùng như vậy, nó mọc lên rồi, phải làm sao đây? Ôi trời ơi. Cái này không sao đâu cô, trang điểm đậm xíu là hết rồi. Trời ơi, không sao đâu cô Liễu ơi. Quỳ một phần tôi cũng sẽ lòi ra thôi. Phải làm sao đây? Không mấy giờ lấy cái kéo cắt đi cô Liễu. Thằng quỷ này có chồng nào nữa hả? Cùng bụng mình nó la quá cô Liễu. Xấu xí vậy sao là đám cưới được chứ? Trời ơi, tưởng gì cái mụn đó thì nhầm nhò gì. Bởi vì trong mắt tôi á, Liễu lúc nào cũng xinh đẹp, không phải lo. Cố nhân. Sao không ở nhà mà ăn bánh sinh nhật rồi mình gặm nhấm cái nỗi buồn. Mà hôm nay ngộ lắm nha, ăn bận y như là thám tử vậy đó. Đừng có nói với tôi là đến đây điều tra cô dâu nghe. Tôi đến để xem thử coi đám cưới của hai người tốt đẹp như thế nào. Ủa vậy hả? Vậy ông ở đây ông chống mắt lên ông coi. Tôi nguyền rủa đám cưới của hai người đó. Cứ chờ đó mà xem chuyện gì xảy ra. Không biết là chị của tôi là thầy bói giỏi nổi tiếng hả? Chết cha. Tôi đã kêu bà không có chút lành cho cái đám cưới này đâu. Mèn đét ơi, giờ này mà còn tin ba cái dị đoan nữa hả? Bây giờ ông có nguyền rủa tôi rụng hết răng thì cũng không thay đổi được gì đâu. Số phận đã an bài như vậy rồi. Được. Okay. Cứ chờ đó mà xem. Sẵn sàng. Khoan. Chuyện gì? Quy động vốn. Tôi không quên. Thank you. Yeah. Bà nghe, sao? Gặp ông Lộc chưa? Bà ơi, con đang ở công ty ổng nè, nhưng mà chưa gặp được ổng. Vậy hả? Vậy khi nào gặp là báo liền cho ba nghe chưa? Dạ. Dạ luôn đi! Dạ luôn đi! Điền giám đốc trả lời cho chúng tôi! Dạ luôn đi! Dạ luôn đi! Dạ luôn đi! Điền giám đốc trả lời cho chúng tôi! Dạ luôn đi! Dạ luôn đi! Qua! Mấy người đó là ai vậy? Là nhân viên của nhà hàng đó. Nãy giờ họ đòi lương bổng gì? Trời ơi, còn một tiếng nữa là đãi tiệc rồi. Mà sao nhà hàng còn để chuyện này xảy ra vậy? Chào chú. Ba, có cái chuyện phá sản công ty mình sao rồi? Cái chuyện đó ba sao lo?
con không cần phải lo đâu. Sao mà không lo cho được chứ? Bây giờ chuyện đó mới là quan trọng nhất đó. Chuyện công ty rồi bây giờ chuyện nhà hàng này nữa. Ba, hay là về đám cưới đi ba. Sao dời được con? Bằng mọi giá đám cưới phải tổ chức ngay ngày hôm nay. Con xong việc ở đây chưa? Dạ. Khi nào xong việc á, chạy ra phụ cô tiếp khách nha. Dạ, con đi liền nha cô. Trời đất ơi. Ủa? Dạ. Cái bánh cưới, tiệm bánh chưa đem tới nữa hả? Dạ chưa cô. Trời ơi, cái chỗ này làm ăn gì mà kỳ cục vậy nè. Nè, con giúp cô chịu khó nha. Chạy qua bên tiệm bánh lấy bánh giùm cô đi. Dạ, cô chờ con giải quyết xong việc rồi con đi liền nha cô. Cô cảm ơn nha. Dạ. Chị. Lát nữa chú Khải vô mình xếp chú Khải đang ngồi đâu? Cho chú ngồi hàng đầu đi. Hàng đầu luôn hả? Dạ. Julian. Chúc mừng cô hả? Ồ, quất. Chút xíu nữa làm em xíu cho thiệt ngon nghe chưa? Dạ, bác yên tâm. Rồi, vô, mời. Vô đi em. Cảm ơn em. Chào chị. Ông bị sao vậy? Bị đau bụng đúng không? Tự nhiên nó cứ quặn vào. Thấy chưa, em đã nói là đừng có ăn linh tinh mấy cái đồ đó rồi mà không nghe. Đây, đi vệ sinh cái, đợi chút xíu nha. Ok. Đi nổi không đó? Nè, nhớ giữ cho cẩn thận đó. Em biết rồi. Wow, đẹp quá. Đóng là đi coi chừng rớt mất á. Anh ơi, vậy là trong buổi lễ em phải đưa cái này cho ông ha anh. Ừ, đúng rồi. Vậy á, giữ với kỹ á. Thầy Julian. Thầy giúp em dịch mấy câu này sang tiếng Anh được không? Sure em. Dạ. Coi viết này. Thầy dịch giùm em đi. Câu gì em? Dạ, câu là hình như anh đang dụ dỗ người con gái của tôi. Dừng lại ngay. Cô ấy không thích điều đó. What? Dạ chào chú. Dạ mời chú ạ. Ủa cái gì quay ồn ào quá vậy? Chắc là chuyện của nhà hàng thôi ạ. Dạ chú khỏe không ạ? Dạo này con khỏe không? Dạ con khỏe. Chú hình như là chú mới phẫu thuật. Chú thấy người sao rồi? Cũng chưa có gì bất ổn. Khi căng thẳng chú thấy đau này. Vậy chú cố gắng đừng để căng thẳng nha chú, tôi là ảnh hưởng đến tim. Thôi chú biết. Dạ, rồi vô chú. Vào đi. Ồ kêu xa lắm. Ôi trời ơi, ghê quá đi ạ. Đừng có sao, vẫn đẹp. Đẹp gì mà đẹp chứ, tự nhiên đúng ngày cưới nổi là một cục như vậy. Tôi mà quản được đám cưới là tôi đã quản rồi đó. Ôi nhớ bạn nha, đừng có sao. Bởi vì Liễu trong mắt tôi lúc nào cũng đẹp. Liễu đợi tôi chút xíu nha. Sao, mọi chuyện tới đâu rồi? Gặp đúng lòng không? Dạ, ba ơi. Ba, ổng nói là không thể được ba ơi. Thì con phải giải thích cái tình hình cho ông hiểu chứ. Bây giờ chạy đi, đưa cái máy cho ổng. Rồi ba nói chuyện với ổng, nói lên. Bây giờ ổng đang họp rồi. Hay là ba tới liền giờ nha ba. Trời, cái thằng đám cưới sao bỏ đi được? Bà ơi, chuyện này gấp lắm bây giờ. Bây giờ đám cưới lại đi ba. Trời cái gì bây giờ, không thể nào giờ được. Bằng bộ giá đám cưới ngày hôm nay, hiểu chưa? Ba ơi ba. Cái gì nữa? Trời ơi, có chuyện lớn rồi nè. Chuyện gì? Cái xe đi đón khách đó, bây giờ nó hư ở trên đường cao tốc rồi ba. Hả? Trời, bây giờ lấy đâu ra xe khác để đi đón khách đây? Hôm nay là cái ngày gì vậy trời? Xui quá trời quá đất à. Làm giống như là bị ai trù vậy. Không biết là chị của tôi là thầy bói giỏi nổi tiếng hả? Xin chào. Tôi đã kêu bà không có chút lành cho cái đám cưới này đâu. Ba, con thấy không ổn đâu ba. Ngày hôm nay coi như là ngày kỵ hay gì á. Hay là ba về đám cưới đi. Cứ tiếp tục, không được dừng. Con nói không được đâu ba, không có hên. Bằng mọi giá bà phải cưới ngày hôm nay, con hiểu chưa? Anh Lộc hả? Giờ vậy nha, tôi rất bận, bây giờ không tới gặp anh được. Bây giờ, không biết ngày mai đi, ngày mai tôi gặp anh rồi tụi mình ngồi giải quyết với nhau. Tôi biết. Trời ơi, năng nỉ anh mà. Rồi, vậy đi. Ba, con thấy không được rồi. Trời ơi, ba về đám cưới đi ba. Thôi mà đừng có làm ba rối lên mà. Ba. Ơi, gì
không có gì. Quốc đâu rồi, kêu nó ra đây giùm chị đi. Chắc không xong rồi chị ơi, anh Quốc anh bị đau bụng á, đang trong toilet, để vào còn nôn ói nữa. Cái gì? Vừa đau bụng mà vừa ói nữa hả? Chắc là phải tìm người khác làm MC á chị. Dạ không có gì. Rồi, tôi tới gặp anh liền nha. Rồi, vậy đi. Qua. Kêu MC khai mạc liền, không cần đợi khách nha. Ba, MC đã trúng thích, nó ói tùm lum hết rồi ba. Trời, cái gì vậy? Dạ không có gì. Bây giờ thằng Quốc không có việc kêu người khác, làm đỡ đi, mau lên. Kêu ai bây giờ? Con giải quyết được mà. Ba. Dạ không có gì cô chú. Bằng mọi giá giữ ông Lộc ở lại, nghe chưa? Ba ra liền, ra liền. Ôi trời, sao cũng mụn to như cái trân cung vậy nè. Cứ dậy đi nha. Và tiếp theo, mời người đái tiện. Đại tiệc. Ê, dạ xin lỗi, đại diện nói vài lời. Ông thuộc Hiệp hội Thục Phân. Thực phẩm an toàn. Ông Khai. Trời ơi, kiếm đâu ra thằng MC này. Nói không đúng tên, đúng là mất mặt thiệt. Khải. Dạ, ông Khải. Chú, đi thôi chú. Chú. Trời ơi, mình cứu liền đi. Bình tĩnh đi chú ơi. Bà đừng có cố chấp nữa. Bà làm ơn giờ về đám cưới giùm con đi. Trời ơi, bây giờ sắp xong rồi. Bà nói đúng đó mà, giờ đi ông. Julian, cao nhẫn. Dạ, tiếp theo đây là một cướp nhẫn của... Dạ, trao nhẫn cưới cho nhau. Làm chi? Nhẫn cưới con. Nhẫn đây nào. Trời ơi. Làm chi vậy? Ủa, nhẫn đâu? Nhẫn không có. Mất rồi. Tìm bụng coi. Cái gì? Mình thấy hôm nay là không ổn rồi đó. Hôm nay là ngày đại kỵ hay sao đó. Mà là bây giờ ngày đám cưới giùm con. Dừa cái gì mà dừa? Lo phụ bà tìm cái nhẫn đi. Trời ơi, bà đừng có cố chấp nữa mà. Cái gì nữa? Bà ơi, bà thấy liền đi bà. Con nói từ nãy giờ mà không tác dụng gì ông hết á. Bằng mỗi giá phải giữ ông lại. Ba ra liền, hiểu chưa? Có chuyện gì vậy ông? Ông nói thiệt đi. Mình có thể về đám cưới được mà. Không thể nào dời được. Sắp xong rồi. Bà giúp tôi tìm được cái nhẫn coi. Bác Khánh Hoài ơi, trời sắp mưa rồi kìa. Bà ơi, trời mưa rồi kìa ba. Không sao hết, tôi nói là tìm đi.